Hello, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Nam TV. Còn kênh của em Nam thì thời gian gần đây ít lên video các bạn. Thì hôm nay lại quay trở lại vườn lan, quay cho các bác xem một cái giò lan chầm 6 mắt các nhá. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Bác thấy chưa? Năm nay thì có vẻ như là chầm được mùa các bác, đẹp lắm. Đúng là một cái tác phẩm cũng khá đẹp. Chứ bây giờ người ta đang có xu hướng là chơi lại lan chầm các bác nhá. Vâng. Lan chầm này thì là chầm 6 mắt các bác này. Mỗi một cái chấm tím tím thì được gọi là một mắt. Em Nam thì cũng vài năm gần đây thì cũng chơi lan á. Đến cái vườn lan thì được anh chị và các bác chơi chuyên nghiệp họ giới thiệu, rồi nói chung giao lưu, rồi sau đó thì cũng biết được một số những cái thêm những cái cây rất là đẹp. Thì thấy nó đẹp thì quay cho các bác cùng xem. Các bác thấy không? Cực kỳ nhiều thân luôn nhá. Cái chùm sau mắt thì nó nở chậm hơn cái chùm kia một chút. Cái giò này nó tới mà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 mấy 10, 10 hơn 13 thân. Tức là cái thân nhỏ là 10 14 đó. Cực kỳ đẹp luôn các bạn. Nó nở đều luôn. Hoa từ đầu đến cuối. Cái mầm gốc thì nó có vẻ như hơi chậm, mầm này thì bị khô mất cái này. Nó khô mất đoạn dưới, cái này thì hình như là đang bị nấm hay cái gì, nó đang bị khô này. Mà cô chủ vườn không biết là đã phun thuốc chưa. Phải công nhận là chầm đỏ thì cực đẹp quá nhá. Thì quay cho các bác cùng ngắm chầm đỏ nhá. Thì một cái video thì cung cấp cho các bác thêm một thông tin, có nghĩa là có rất là nhiều người mà lên trên mạng á, là hỏi về kiểu như là cái có bao nhiêu loài lan hoặc là có bao nhiêu cái thứ lan. Thì nó cực kỳ nhiều các bạn, nó khoảng có vẻ như là hàng trăm, nó đủ loại các bạn. Thì kênh của em Nam thì sẽ hy vọng là đi đến đâu mà có những cái gì, nói chung là về lan, những cái gì nó liên quan đến hoa lan, những cái gì mà cần kết nối các bác thì em Nam sẽ đưa một số cái nội dung các bác hay quan tâm các bác nhé. Hay quan tâm thì tức là những cái video mà nhiều view, các bác quan tâm đến những cái lĩnh vực nào thì em Nam sẽ căn cứ vào đấy thì sẽ là những cái video chia sẻ với các bác với cái niềm đam mê. Thực sự thì em Nam cũng có chơi lan và cũng đang bắt đầu chơi lan các bác nhé. Ở vài năm gần đây thì nó có điều kiện về cái không gian một chút các bạn. Tức là có chỗ để mình treo vài giò lan thì mình quan tâm đến cái việc chơi lan. Đó. Chứ nhiều khi là nó vì một cái lý do nó quá chặt chội này khác thì mình cũng đưa ra cái lý do là mình chưa chơi. Nhưng mà thôi thì mình cũng chơi rồi, mình cũng lưu lại đây để các bác cùng xem. Nó tím cực kỳ đẹp luôn các bạn, đẹp lắm luôn luôn đó, thấy chưa? Xài hoa ghê cơ. Đó, các bác thấy chưa? Đẹp chưa? Lưu lại cho các bác xem cái mặt hoa của nó đây. Đây các bác này, đó. Xài chưa? Quá đẹp luôn các bác ha. Chầm. Có nhiều nhà vườn họ em Nam đến thì họ cũng chơi lan va, chơi các loại mặt mà họ nói là trước đây thì chầm cũng không thích lắm, nhưng mà bây giờ thì họ lại chơi lại lan chầm. Thì em Nam đi thì cũng có thấy là cái lan chầm là nó không có kiểu như là nó không có cái cành, không có dài các bác, là ngắn ngắn, lá nó thấp, cái lá nó lại dày xanh mà nó to lại đẹp. Đấy, mà bây giờ thì người ta kiểu quan tâm nhiều là cái loại lan mà lắm kiểu như lá mít, lá cứng này khác, chơi cả lá nó đẹp á. Tức là ngoài cái mùa mà nó ra hoa thì nó ra lá cũng khá là đẹp quá. Thì cái cây nó lại thấp, cho nên nó phù hợp với cái việc mà khi người ta chơi thì người ta có thể đưa vào những cái không gian mà nó thân thiện, ví dụ như chỗ bàn làm việc hoặc là những cái chỗ mà cái không gian chặt hẹp các bác, thì nó ngắn thôi nhá. Đấy, thì nó rất là đẹp mà người ta cái mà đặc biệt là cái lan chầm thì chúng ta có thể ghép vào những cái lũa mà gỗ đẹp đẹp á, nó gọi là hơi kiểu cách một tí mà
nó nhỏ mà nó lại xinh xinh ấy, thì nó rất phù hợp, bởi vì cái lan trầm nó ngắn, cái thân nó ngắn các bác nhá, cái thân này nó ngắn ngắn các bác thấy không? Đó, nó ngắn thôi. Đó, cái cây mầm gốc của nó như này này. Đấy, thì cái này thì nó lùn 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 nhưng mà nó hoa thì là cực kỳ nhiều. Đó, các bác thấy chưa? Đó. Đẹp nhá, tím tím đẹp. Đẹp ghê luôn. Này thì chắc là giá trị cũng khá cao á. Nhưng mà cứ quay vào đây thì thứ nhất là nắng ngắm, và chắc chắn là sau này thì em Nam sẽ hứa hẹn là cũng sẽ mua lại một một vài thân như thế này các bạn, về nhân giống và cũng quay lại để cho nhớ cái mặt mặt hoa này các bạn này. Đó, như hay nói chuyện với các bác là được đến thăm ngắm ngắm lan rồi thăm vườn lan rồi được quay những cái video này cũng rất là vinh dự các bạn. Thi thoảng thì được lên thăm các vườn lan thì họ bảo vệ rất là chắc các bác nhá, chuồng cọp đấy thì cái đó cũng thông cảm các bác nhá. Nói chung họ có những cái niềm đam mê riêng, họ chơi họ theo cái phong cách của người ta thôi, là phải bảo vệ. Có những nhiều bác mà gọi là nhiều khi mình không biết vào vườn lan có những cây lan mà lan quý đắt mà mình đụng vào rủi may nó bị cái gì cái là cũng rất là khó. Được cái là vào vườn lan thì chơi thì được quay như thế này là cũng rất là vui các bạn, quay lại mình nhớ, thi thoảng đưa ra ngắm cũng khá là thơm các bác nhá, thơm lắm. Tất nhiên là không phải thơm như các loại lan khác nhưng mà nó gọi là rất là đẹp. Và thấy chưa, cây này thì có vẻ như là nó bị bệnh bị nấm gì đấy các này, dù vậy nhưng mà nó rất là nó vẫn phát triển cực kỳ mạnh luôn, nó bị vàng 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 gốc, có vẻ như là bị nấm gì thì phải. Các bác có yêu thích không? Lan trầm sáu mắt không? Được cái là màu tím thì nó rất là đẹp. Em Nam thì có biết một cái nhà vườn họ cũng có những cái giò lan trầm mà sáu mắt nhưng mà nó nét hơn nữa kìa. Các bác thấy chưa? À này, nó nét sáu mắt, cũng là nó đó, các cái chấm chấm nó gọi là mắt các bác nhá. Đó. 62 46 đó, trong cái các bác có thể cái nhìn thấy cái cánh bên trong cái chỗ chấm chấm cái mặt trong cùng thì cái hai cái chấm hai bên nó rộng, còn hai cái cánh hai bên á các bác thấy hai cánh hai bên thì là các bác nhìn thấy rõ thấy các cái chấm chấm sáu mắt. Thì là em nào thì cũng đã được từng xem là cái có những cái giò chầm mà các cái mắt nó chấm nó đậm mà nó nét hơn, rất là cũng là một cái loại lan họ sưu tầm chơi mà cũng là dạng, dạng hoa đẹp và hoa cũng dạng được xếp là hoa đẹp và hoa có giá trị ạ. Nhưng mà bình thường bình dân các bác nhá, không phải là va viết gì đâu. Nói một số bác mà mới chơi ạ, nhưng mà nó là dòng cũng là đẹp, rất là đẹp các bác ha. Rồi chia sẻ với các bác một chút như vậy. À, em Nam xin chào và tạm biệt anh chị và các bạn. Các bác quan tâm thì đừng quên đăng ký kênh Nam TV và đặc biệt là hãy like cũng như là góp ý kiến các bác nhé. Các bác có ý kiến cho kênh Nam TV phát triển và em Nam sẽ thường xuyên đưa những cái nội dung mà anh chị các bạn thường xuyên quan tâm ở trên cái kênh của Nam TV. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái clip tiếp theo. Bye bye.